Kệ thay đi, không tao thay đại đi, không ăn đâu. Có dán đúng không? Cảnh này đẹp quá. Cậu lên luôn hả? Lên luôn chứ có gì đâu. Lên đây đẹp đúng không? Ờ, lên cho cậu một bô đi. Trời ơi mấy bạn này. Ê, tôi cho cậu coi cảnh này đẹp đẹp lắm nè. Nhìn cái góc bên này đẹp lắm nè Tuấn. Wow, chụp cảnh này đẹp nè. Hay 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 hay. Cảnh này giống như ông ngồi trên núi nhìn xuống biển. Hay ghê luôn á.